Cập nhật tình hình hiện tại Cần Thơ. Xin qua chốt không được, đâm bảo vệ dân phố. Tối ngày 14 tháng 9, Công an quận Ninh Kiều cho biết đang điều tra, làm rõ vụ bảo vệ dân phố bị đâm trên địa bàn phường Tân An để xử lý theo đúng quy định pháp luật. Vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 14 tháng 9, Trương Ngọc Long, 42 tuổi, ngụ phường Tân An, điều khiển xe mô tô chạy từ trong hẻm 72 đường Nguyễn Trãi đến chốt bảo vệ vùng xanh đầu hẻm để ra ngoài. Lực lượng trực tại chốt không giải quyết cho ra nên Long chửi, rồi móc dao trong người ra, loại dao inox cán đen dài 32cm rộng 2cm, đâm vào lưng ông NVT, 70 tuổi là bảo vệ dân phố khu vực 10, phường Tân An. Sau khi đâm ông T, Long tiếp tục đuổi đâm một thành viên tại chốt là anh NTN nhưng không trúng. Sau đó, anh An cùng lực lượng công an phường, bảo vệ dân phố và người dân khống chế đối tượng, tước hung khí. Ông T bị thương được đưa vào bệnh viện điều trị. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để được cập nhật những thông tin mới nhất mỗi ngày.